thì còn cái người tu khúc này bắt đầu mới trả dồn dập đó. Khúc này hang đang tu mà hang trong gia đình vợ chồng con cái tất cả thảo đảo càng ngày càng chồng, cho nên Đức Thầy cho chúng ta biết rằng đó là ông nhồi quả cho người hành đạo. Lúc nguy nàng thối chí cùng chăng, nếu bên lòng dĩ quả cao thăng chẳng chặt chạ bỏ lòng phật thánh. Đó là cái nhồi quả trong khúc đó mình đang nguyện lên mà, yeah. Thấy không đó, thì theo cái nhân duyên và cái nghiệp quả khúc này, cái người mà cái nghiệp trả, đừng có nói là cái người này tu lùi theo cái gì, yeah. Nói là nghiệp nhiều ngang đó, yeah. Là phải trả nhiều đời nhiều kiếp mới hết, nhưng mà nhờ mình có tu trả dùm. Nói cho anh hiện quả cái nha, nếu mà như vậy anh nói cái người ác á, mà ta niệm Phật á, ta cũng được giảng sanh á, rồi những cái phần mà mình lỡ mình ác mình giết mình sát sanh hại vật, những cái con vật đó nó sẽ ở dưới nó đòi mình, nó đòi mạng đó, rồi làm sao mà niệm Phật mà được về với cảnh giới ở trên được anh? Đây có cái gì mà anh chứng minh được về không? Rồi trả lời cho Trung Phú câu hỏi thắc mắc của Trung Phú nào. Bây giờ đó Trung Phú muốn hỏi có thắc mắc đó là một vị này làm ác, yeah. Hiện tại đã sát sanh hại vật gây nghiệp rất nhiều đó, mà khi lâm chung cuối cùng mà được giảng sanh về trở thì làm sao trả cái nghiệp này, phải không? Yeah. Bây giờ ví dụ cho đại biết dễ hiểu hơn, bây giờ ví dụ là cái khi cái người này hiện tại đang sống trên cảnh thế gian và tạo nghiệp sát sanh hại vật thì luật nhân quả mà đó, thì ở dưới có những con vật nó chờ ổng xuống dưới làm sao, tức nghĩa là để đền mạng, để trả lại đó, để hành hạ theo cái như cảnh giới địa ngục ngạ quỷ xuất sanh tùy theo cái nhân duyên nghiệp người đó. Nhưng mà bây giờ đó mà cái người này đã được giảng sanh rồi thì khúc này đó là cái nghiệp của người này đó là ở dưới đang đọa xuống dưới địa ngục, thì cái người này đang được giảng sanh cực lạc thì người này về trở học đạo hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh thì trải qua biết bao nhiêu ba trăm cái kiếp thì người này xuống, thì cái nhân duyên của người này ở dưới cũng vừa lên thì cái người này xuống thế gian sẽ trả cái nghiệp này, nó nghiệp cái còn dư lại thì tất nhiên phải trả, không phải thành dựng. Nhưng mà cái về trở rồi đó đã có đầy đủ công đức phước báo rồi, khi mà xuống trả rồi đó thì khúc này hai cái nó kết hợp lại nhau, nhân duyên cũng phải trả, không bao giờ dừng ở đâu. Cái luật nhân quả không bao giờ dừng, nhưng mà các bậc đã được giải thoát thì trả giờ phút nào cũng ăn rất là vui. Cho nên Đức Thầy nói cho chúng ta biết đó, đem thân mà rứt nợ trần, mà nợ trần đâu khéo mà trần ngàn chung ra, phải không quý vị? Đã rứt nợ trần, Đức Phật đó rứt nợ trần thôi, mà tại sao mà nợ trần đâu khéo? Cái này là cái nghiệp dư thừa đã tiền kiếp Đức Thầy đang tu tập thúc mà chưa tu chưa được giải thoát cũng gây tạo ác nghiệp đó. Rồi hắn thầm thầm tối tối rậm ai hay mật sức dương trần chữ đắng cay, nhưng mà có báo thì ta nhìn của báo hay hoặc là lo liệu liệu chuyện kiếm rằng Đức Thầy hen khi mà xuống đây rồi tại sao mà đã thành Phật rồi mà tại sao nhiều người đã ranh tị đủ thứ hết đó, rồi bắt Đức Thầy phải hen đem lên chỗ này đem ra chỗ kia đem cho cọp đó, rồi cho Đức Thầy cũng a xíu. Đó là cái nghiệp dư còn lại khi mà đã hành hạnh Bồ Tát rồi thi chính bây giờ Đức Thầy cũng phải chịu cả. Đức Phật cũng vậy, khi mà Đức Phật đã thành Phật rồi đó, quý vị đã biết là lúc mà Đức Phật tiền thân của Đức Phật đó, đang hành hạnh Bồ Tát đó, lúc mà chưa tu đó, đang tạo cái nghiệp đó, là quý vị đã biết đó hen, là một cái dân tộc người này đó hen là hành hạnh sát sanh bắt, yeah. Cá là cá ở dưới đó hen bắt còn nhiều đó là dục lên ổng thì đặt đầu đó, lúc mà Đức Phật ta chưa tu đó đặt đầu đó, rồi tới đến sau khi mà Đức Phật đã nhiều tiền kiếp sau, khi Đức Phật đã thành Phật rồi đó thì cái nghiệp tái sanh đảo lợi thì tất cả các vị dòng họ đó thích đó là bắt cá thảy lên thì Đức Phật đặt đầu đó, thì khi mà Đức Phật đã ngồi tu tập đó hết quý vị thì tự nhiên đó là lúc mà thành Phật rồi đó, tự nhiên cái đầu nó nóng bực lên, nó nóng ra mà hen, khi mà A Nan á cầm một cái nước mà tối lên mà nó muốn bình khói nóng cái gì đó, nóng quá phải trả
rồi. Mà tại sao khi mà bị bà La Môn đó hại đó ha, là giết, là ngài cũng có thần thông đầy đủ nhưng mà ngài cũng ngồi đó phải chịu đó, chịu hại. Tại vì trả cái nghiệp đó là ngài mượn cái đó để ngài nét bàn. Các vị đệ tử rất là tức giận, và ông đồng tức giận ở trên, tại sao mà không chừng viên có thần thông nó, mà tại sao không được thần thông? Tại vì thần thông đó cũng không thể nào mà khi mà đến các bậc giải thoát là quán xét trả cái nghiệp ra mượn ngài để nét bàn luôn. Rồi các vị đệ tử mới về báo với Đức Phật đó, ta cái này đó là các bậc giải thoát giờ phút nào cũng đi gần như vậy, ta mượn để ta ra đi để nét bàn để trả cái nghiệp dư đó tiền kiếp đã gây tạo. Đó là như vậy. Rồi cảm ơn Quynh Hòa. Bây giờ Quynh Hòa cho em hỏi á, tại vì á, trong cái 10 điều ơn, ơn thứ 9 vì ơn vì con mà cha mẹ nhiều khi làm điều chẳng lành nè, vì tạo ác nghiệp nè. Ơn thứ 9 kể ra thảm thiết vì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sâu, khi bỏ xác hồn vào địa ngục chịu muôn hình muôn điều câu thúc phạt răn, nghĩ thương cha mẹ vô ngàn vì con mà phải chầm lưng sáu đường. Tại sao mà trong cái ơn thứ 9 này là nếu mà ai tạo nghiệp sát sanh là khi chết rồi là hồn lìa khỏi xác, mà sao anh nắm từ đâu mà chắc ăn mà được về trên cổ Phật rồi tu rồi trở lại độ chúng sanh? Tại vì đó là pháp môn tịnh độ. Tại vì nói đó là khi mà được giảng sanh về trển thì cái nghiệp này làm sao? Cho nên tại vì cái nói rằng ra đế nghiệp giảng sanh là còn nghiệp cũng được giảng sanh, phải không? Thì còn cái người này đó trả đó, người mẹ đó, ơn thứ 9 kể ra thảm thiết vì nuôi con mà tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau, khi bỏ xác hồn vào địa ngục chịu muôn phần câu thúc phật răn, nghĩ thương cha mẹ vô ngần vì con mà phải chầm lưng sáu đường. Là cái người này là người mẹ đã vì con mà phải lo cho con công danh sự nghiệp đó, rồi phải tạo những đầu khi phải đạo tặc, nhiều khi phải ra chen có sự đời, phải muôn gánh bán bưng, phải cực khổ gian lao mồ hôi nước mắt đó, sáng khuya dậy sớm đặng chi đó là đặng nuôi con, vì con muốn là công ơn của cha mẹ đó là nó lớn như biển trời, người con phải biết ơn cha mẹ. Thì còn khi mà cha mẹ không tu thì cũng luân hồi sanh tử để trả, chứ chưa được chẳng sanh. Đó là vậy. Rồi cảm ơn anh Hòa. Em nghe nói là cái luật nhân quả ở dưới địa ngục cũng giống như trên, mình dây là mình phải có trả. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình thử nghĩ giống như, nếu mà giống như nhau, anh Hòa làm tội hay là em Châu Phú đang làm tội, mà tội này là thế nào cũng bị công an bắt đặng xử phạt, rồi á em quay đầu lại Nam Mô A Di Đà Phật với ngay chú công an cho con á, là con cải hối ăn năn, con trở lại con độ mấy người mà con lỡ là làm tội đó, thì đương nhiên công an ở đây không cho rồi. Thì vậy là sao anh nắm từ đâu mà anh chắc ăn được là mình sẽ được về cõi Phật, trở về độ? Dựa vào giáo lý Đức Thầy, dựa vào giáo lý Đức Phật đã, thì Đức Phật có 42 lời thệ nguyện cứu độ tất cả mọi chúng sanh. Cho nên cái lời thệ nguyện của Đức Phật là lời thệ nguyện để độ tất cả chúng sanh. Khi mà Đức Phật A Di Đà ngài đã đắc đạo, đã là một vị giáo chủ của tịnh độ, ngài 48 lời thệ nguyện để duyên lành để độ tất cả chúng sanh theo cái thệ nguyện đó. Mà tùy theo ai tu hành trì đúng theo cái tâm nguyện đó thì sẽ được giảng sanh. Thì nói về pháp môn tịnh độ, trong đó là có ba bộ kinh: A Di Đà kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh và Vô Lượng Thọ kinh. Như vậy thì tùy theo mỗi người để tu tập, mà đúng theo cái lời nguyện của Đức Phật, đúng như thành trì trong đó, có đủ tín nguyện hành thành trì thì sẽ được giảng sanh, công quả và phước báo cao thấp âm thua mình thành trì. Nếu mà đúng theo đó được giảng sanh, chắc chắn 100%. Cảm ơn anh Hòa. Tại vì á, là em nghe nói từ xưa tới nay á, là vua đời phạm tội cũng đồng tội như thứ dân. Thì nếu như mà chúng sanh lỡ phạm tội rồi mà Đức Phật A Di Đà mà chỉ có niệm dễ quá Nam Mô A Di Đà Phật được cứu về đó, thì có phải là
Đức Phật hay Di Đà là có bị sao không? Những cái con vật này nó sẽ đi lên nó kiện à, nó nói tại sao mà ông này ông giết tôi quá nhiều, mà tại sao chỉ niệm có 6 chữ mà được cứu về Tây Phương không? Cái nói cho bây giờ đó, hỏi thử đó, bây giờ đó là bây giờ mình đã nguyện đã vừa được giảng sanh Cực Lạc thì cái vị này đã tội, đã đọa vào địa ngục, thấy không, bị giam nhốt. Bây giờ đó là cái bây giờ cái người này đã được làm cái chức cao là người ở trong tù, thì ông ở trong tù có thể ông có thắc mắc gì được không? Đã là năm bây giờ ta lã hồn nào giờ ta bình thường mà bây giờ ta làm được chức cao rồi. Bây giờ cũng như là muốn nói rằng cái người đã được giảng sanh Cực Lạc rồi, là bây giờ ta nguyện là được giảng sanh thì diêm vương xóa khổ rồi. Bây giờ muốn gì đó thì nó mới nói rồi đi, làm cho nó làm. Thì sau này đó thì cái nghiệp này, cái nhân duyên, cái nghiệp nhân quả thì không ai sự, cái tự nhiên của nó. Đức Phật cho chúng ta biết rằng đó luật nhân quả thật là cao diệt, suốt tổ kim chẳng lột một ai vậy, ta nên làm việc thẳng ngay cứ bền chí có ngày không thả, diêm vương cũng không có xử được điều này. Đó thì diêm vương lên đây đó, bây giờ đó là người đó muốn gì đó thì chăn chiên đến thì sẽ có ăn quán với nhau, tự nhiên nó nhân quả trả nhau không bao giờ dừng được. Thì còn muốn đứng dưới đó thì diêm vương có bổn phận để săn phân xử, mà cái người này giảng sanh và chết diêm vương làm sao mà đến được. Tại vì cái người này tu đúng được pháp môn tịnh độ, đã được giảng sanh Cực Lạc, là một vị này là Phật tương lai rồi. Phải không? Đó, nhưng mà nhân quả thì nó không bao giờ dừng được nhau. Đó. Dạ, cảm ơn anh Hòa. Nhưng mà là anh Hòa nói nếu mà về địa ngục mà không thưa lại được, nhưng mà bây giờ em thấy là tòa án bây giờ người ta xử sai đó, ở tù sai lầm đó, nhưng mà chúng ta ở gia đình này cũng phải đút đơn vô tòa án kêu xử lại, nhiều khi người ta phải bồi thường, có khi nào ở dưới người ta đưa lên cho anh ăn nhà bồi thường. Cái đó là xử sai là tất nhiên rồi, làm khó anh Hòa đây. Xử sai thì ta có được cái kiến nghị lên trên. Thử lại. Rồi thì ở niệm 6 chữ Di Đà được lên trên đó. Thì giờ ở dưới người ta phải đút đơn lên, nói không được, ông này ông giết tôi quá nhiều rồi, niệm dễ quá. Thì dân dân bây giờ đó là cái người mà được nguyện về cảnh giới Cực Lạc là cái người này là một người con Phật, là công hạnh rất là lớn lao. Cho nên đó Đức Phật phá sổ, phá sổ. Đấy, người này nguyện lên không à, là người con của Phật rồi là phá sổ. Thì khúc này mới khả lên. Cái người này đang hạnh tu ngang. Bây giờ cũng như ví dụ nè, trong phú là một người chân tu, tu hành buông bỏ hết tất cả, một lòng cầu giảng sanh Cực Lạc. Thì khúc này đó là mình đã nguyện đi lên rồi, thì ở dưới Diêm Vương đã biết rồi, tất cả các nghiệp ở dưới đang chờ đợi. Bây giờ ông này ông nguyện lên rồi đó, bây giờ nói này nè, bây giờ đi lên cởi đi, ông làm gì đó làm đi đó. Bắt khúc này bắt đầu cái nghiệp từ dưới nó mới dồn dập. Thì còn cái người tu khúc này bắt đầu mới trả dồn dập đó. Khúc này hang đang tu mà hang trong gia đình, vợ chồng con cái, tất cả thảo đảo càng ngày càng chồng. Cho nên Đức Thầy cho chúng ta biết rằng đó là ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc nguy nàng thối chí cùng chăng, nếu bên lòng dĩ quả cao thăng, chẳng chặt dạ bỏ lòng phần thanh. Đó là cái nhồi quả trong khúc đó, mình đang nguyện lên mà. Thấy không? Đó thì theo cái nhân duyên và cái nghiệp quả, khúc này cái người mà cái nghiệp trả thường nói là cái người này tu lùi theo cái gì, nói là nghiệp nhiều ngang đó, là phải trả nhiều đời nhiều kiếp mới hết. Nhưng mà nhờ mình có tu trả dồn dập, mình về Tây Phương cái nét tu đó rất là dễ dàng. Rồi cảm ơn Quỳnh Hòa, vỗ tay cho Quỳnh Hòa coi. Rồi. Tại vì không khí nó cũng hơi buồn ngủ, thành ra em hỏi dằn lăng hoài, anh Hòa thông cảm nha. Cho Phú là tắt lọc mà. Giờ lòng khúc đồng giảm đi Quỳnh. Bây giờ sao tiếp tục chương trình sao? Tiếp tục chương trình xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú đi một tiếng rồi. Rồi thôi bây giờ tóm lược nha. Dạ. Bây giờ thì chú Phú nêu lên chủ đề cốt cáo hay lắm. Nhưng mà nói thì nó hay nhưng mà làm rất khó với đồng bào. Giờ muốn làm khó hay dễ thì do để mình quyết tâm, phải có bản lĩnh và phải bình tĩnh. Mọi sự việc phải thực hiện, phải làm. Làm bằng cách nào? Xem lại cái mình làm được bao nhiêu, mình phải tự thấy mình còn mê cái gì, mình chấp cái gì. Ví dụ như giờ mình nói tu hành bao nhiêu năm,
mà còn dính vô tứ đổ tường, đủ sắc bài thi, nhắm giải thoát được học. Là mình tu hành bao nhiêu năm niệm Phật, cong cái lưng lại chai đồ gói, ăn chai mấy chục năm mà hãy đụng chuyện chút xíu là phiền não sân si, thử cái đó có giải thoát được không? Rồi bây giờ mình nó còn bảo thủ, mình cho cái gì cũng là của mình hết, tài sản cũng của tôi, vợ con cũng của tôi, không, kiến thức hiểu biết này tôi nói hay cũng là của tôi, chính cái gì cũng cho là của tôi hết, thử hỏi cái ngã chấp lớn của nó giải thoát được không, xin được không? Cho nên tất cả những cái gì mà mình còn bảo thủ về sắc đẹp, về danh lợi, về tiền của, tất cả mọi thứ nó dính vô cái tham chấp, tham sân si và nhân ngã, nó chấp ngã thì nó còn kẹt trong sanh tử luân hồi. Do vậy tóm lại, mỗi chư đồng đạo của chúng ta phải nhận rõ ra nơi chính mình hiện giờ đang nằm ở đâu, đang còn vướng mắc cái gì, còn mê đắm cái gì, còn vướng kẹt cái gì, tự mình thấy, tự mình nó là buông bỏ, không? Đường sanh tử thì hồn ai để giữ, không tu hành trời Phật cũng có tài, đúng không? Tôi còn phải thân mình tự trị, chẳng độ xong thì Phật khó rất nhiều. Tha thiền từ bên giác năng nêu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Hiểu đạo phải mau mau phải bước xuống, tức là phải làm đi, phải hành đi. Có điện không? Mà được, mà phải làm mới được. Có điện kim chưa? Nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa chưa đủ mà làm theo thì mới đắc đạo. Không đi đồng đạo. Dạ, năm mới là Phật giáo tay. Dạ. Cái công cuộc học hiểu hành và tự mình được giải thoát à. Dạ, năm mới là Phật. Vâng, thì kính thưa quý vị, qua đoạn video này Châu Phú chúc quý vị sức khỏe và vạn sự bình an nha. Thân ái kính chào và tạm biệt quý vị nha.